Hello, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại đến với kênh của mình. Thì mình là Zeocat. Và chào mừng các bạn đã đến với một cái video tiếp theo về Minecraft của mình. Và ngày hôm nay thì video có liên quan đến zombie và người sắt khổng lồ nha các bạn. Ok, nếu như mà các bạn thấy video này hay á thì đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên đăng ký kênh của mình nha. Ok, còn bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. À, và các bạn đừng quên bỏ lỡ từng phút giây trong video này nha. Tại vì video ngày hôm nay rất là đặc biệt đấy. Mở đầu cho câu chuyện ngày hôm nay, đó chính là câu chuyện bắt đầu tại một thị trấn nọ. Một thị trấn đã bỏ hoang cách đây 3 tháng tại vì xảy ra một số chuyện rất là quan trọng và khó nguy hiểm ở cái khu vực này. Đó chính là đại dịch zombie khổng lồ đã xuất hiện tại nơi đây, do chính những nhà bác học đã gây ra chuyện này. Do những nhà bác học ấy với trình độ và khả năng không đạt đến mức thượng thừa, nên vì vậy đã chế tạo thất bại và đã tạo nên một giống loài mới, nó có thể gọi là zombie khổng lồ. Và chỉ còn duy nhất một người còn sống tại cái khu thị trấn này. Anh ta không bỏ đi khỏi cái khu vực này tại vì anh ấy nghĩ đây là chính là nơi quê nhà của anh ấy. Sau khi mà đại dịch zombie khổng lồ xuất hiện thì mọi người đã lập tức hoảng sợ và rời bỏ cái khu vực này ngay trong chốc lát. Nơi đây trước kia là một nơi nhộn nhịp và cực kỳ vui vẻ, giờ chỉ còn lại một nơi hiu quạnh và đầy rẫy những cái giống loài mới. Còn một người tiến sĩ đã ở lại đây vì anh ấy nghĩ có thể là dừng lại cái đại dịch này, nên chúng ta cùng theo dõi nhé. Trước khi xem video này, nếu các bạn thấy thích thì đừng quên ấn nút like cũng như là đăng ký kênh của mình, và đừng quên nhấn vào cái chuông để nhận những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Và bây giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Phải chạy nhanh lên mới được. Coi nào, một zombie còn đuổi theo nữa không đây. Như vậy là đã hết rồi. May quá, cũng may mà mình vào siêu thị và lấy được một vài ít lương thực. Đây, ở đây có là cà rốt, khoai tây và một ít bánh quy, cũng như là một số quả táo gì đó khá là mới lạ. Không biết táo này ăn được không đây, có thể là táo bị thúi lắm. Thôi nhưng mà mình sẽ cắt vào đi, tại vì khu vực này chẳng còn có người nào còn sống cả, chỉ còn một mình à. Mình còn phải ăn để mà đủ sức để mà đi nghiên cứu một số bộ giáp cũng như là đội quân mới của mình, để mà mình có thể đánh đuổi bọn zombie khổng lồ đi ra khỏi cái khu vực này. Hy vọng là bọn chúng sẽ không phát hiện ra mình, lúc nãy mình chơm đồ của bọn chúng nữa. Cái khu vực này có vẻ khá là an toàn rồi. Nhớ lúc trước cái khu này có tặng 6 người mà bây giờ chỉ còn lại một mình à. Những bác sĩ và tiến sĩ ở đây đã rời đi hết rồi. Trời, họ đi mà đã đem theo tất cả món đồ trong nhà đây luôn, không chừa lại cái gì luôn. Chỉ còn lại một mỗi mình là có cái nhà này có đồ. Thật là chán quá. Hình như có 2 củ khoai tây bị độc thì phải. Rồi, hư rồi, bỏ luôn đi, vứt luôn. Mặt trời ngày hôm nay nắng chói chang. Thôi đi vào nhà thôi, tiếp tục cái công cuộc nghiên cứu của mình. Còn rất là nhiều chuyện phải làm nữa. Cắt thức ăn vào đây đi. Rồi, mình sẽ nghiên cứu cái quả táo vàng này là cái loại lương thực gì mà, loại trái cây gì mà thấy ghê vậy. Không biết có ăn được không đây, mình sẽ cho lên bàn thử nghiệm. Rồi, mình phải đi ngủ một giấc trên ghế sofa nào. Thôi, mình sẽ ngồi đi, ngồi nghỉ đi chứ. Mới ngủ ở đây mà. Ủi, cái gì vậy? Cái gì đây? Trời, chưa ngủ nữa, trời tối rồi. Lại là một ngày trôi qua nữa rồi. Trời ơi, mặt trăng nó lên tới trên này kìa. Thôi, buổi tối này rất là nguy hiểm. Mình sẽ đóng cửa lại, mới lẹ. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ lấy mấy cái thùng này ra ngoài che thôi chứ. Mình lấy đất mình sau vườn nè. Rồi, để bọn zombie mà phát hiện mình còn sống ở đây là hả? Xong đời luôn. Ôi, có vẻ như khu vườn của mình lấy rất là nhiều đất để mà che chắn lại rồi. Bây giờ ngoài đây hết đất, hết trơn đất luôn. Nhưng mà không sao, chỉ cần 2 cục đất là đủ rồi. Rồi, ok. Cửa kính nữa hả? Cửa kính thì mình sẽ chạy vào đây, nó sẽ không thấy đâu. Đúng rồi, vật thí nghiệm của mình. Thông báo, thí nghiệm hoàn tất. Đang trong quá trình xét nghiệm. Và đây là một loại táo từ tương lai. Và đây là một thứ có thể giúp con người ăn tăng được sức mạnh, tốc độ chạy cũng như là sức chịu đựng và chống được với lửa.
giúp con người có thể không bị đói trong một khoảng thời gian ngắn. Xin lưu ý, hãy sử dụng cẩn thận, ăn nhiều quá sẽ dẫn đến tử vong. Ui, vậy là đây chính là thức ăn từ tương lai sao? Wow, nghe có vẻ khá là hay. Được rồi, mình sẽ sử dụng một cách đàng hoàng. Ăn nhiều mình sẽ bị gây ngộ độc thực phẩm, tử vong mất. À, mình nhớ rồi. Ngày mai hoặc là ngày kia đó là mình nghe nói là bọn zombie khổng lồ đã sẽ kéo đến đây để mà đập phá cái thị trấn này. Tại vì bọn chúng là biết vẫn còn một người sống trong đây. Ai, quân đội mà không cảnh báo mình là chắc ngày mai mình đi ra đường là bị xé xác luôn rồi. À đúng rồi, bữa giờ mình đã nghiên cứu cực kỳ lâu ngày rồi. 3 tháng nay rồi mình đã nghiên cứu được một bộ giáp, không biết là nó hoàn chỉnh xong nữa chưa nữa. Cuối cùng thì cũng đã hoàn chỉnh rồi sao? Nó đã hiện ở trong cái ngăn của mình là như vậy là đã hoàn thành rồi. Từ từ để mặc vào nào. Đây là bộ giáp mình lấy từ xương của bọn zombie. Và nó sẽ giúp mình tăng tốc độ chạy. Wow, cực kỳ mạnh luôn. Ha. Có thể chống chọi được bọn zombie. À, còn mình đã nghiên cứu thành công một cái hợp chất có thể tạo ra một cái đội quân khổng lồ, nhưng mà vẫn chưa có thử nghiệm nào thành công hết. Vì vậy là mình sẽ thử nghiệm tại đây luôn. Hy vọng là sẽ thành công. Nếu mà thành công thì sáng mai mình sẽ lại trò chuyện với bọn zombie để xem là nếu mà nó không chịu thua thì mình sẽ đấu với bọn chúng. À, đây là công thức của mình. Mình đã cắt chữ khá là lâu ra rồi. Cuối cùng thì cũng đã được sử dụng. Không biết là có thể chịu hồi được không ta. Thôi xong rồi. Mình đã làm sai một bước rồi. Để coi nào. À, mình phải đi lấy thêm ít đất. Đây, mình sẽ lấy đất này luôn. Rồi, mình sẽ đặt lên thêm một dãy nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đầu của con Creeper để mà kích hoạt. Wow, như vậy là mình đã kích hoạt thành công người sắt khổng lồ rồi. Oh my god. Wow. Vậy là mình đã thí nghiệm thành công rồi, mừng quá. À được rồi, bây giờ mình sẽ nhóm nó ở đây đi. Mình đi ngủ đi, sáng mai rồi mình tính cho nó uống miếng thuốc nè. À, sorry. Đấy, sức tăng trưởng. Ui, nó đã bị gì rồi. Oh my god. What? À, vậy là đây là thuốc, không phải là thuốc người sắt rồi. Thôi. Mình được nhảy cao nữa nè. Thôi, đợi nó đi, mình đi ngủ cái. Sáng mai chúng ta sẽ tính tiếp. Bây giờ thì khá là mệt mỏi, ngủ thôi. Đấy là sáng hôm nay, bộ zombie đã kéo đến cực kỳ đông. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. À, còn một tên con người ở trong khu phố đằng kia. Ngươi mà không ra đây hả, thì ta sẽ đập nát khu phố này. Hãy ra đây nhìn lên, tên nhóc. Ôi, trời sáng rồi hả? What? Ôi, trời sáng nhanh vậy. Ôi, sống rồi các bạn ơi. Ôi, bộ zombie đã kéo đến rồi sao? Từ từ đã, để mình xác định vị trí của bọn chúng nào. À, ở đằng kia hả? À, hay lắm. Ở đây vẫn còn một con người sắt của mình. Tối hôm qua nó đã bị dịch chuyển ở đây thì phải. Từ, mình sẽ cưỡi lên mới được. Sẽ cưỡi người sắt đi lại đó. Không thôi là mình đi bình thường nó đánh mình một phát là bay lên trời luôn đó các bạn. Kìa, các bạn có thấy không? Một con zombie khổng lồ là con đó là vua zombie đó. Từ đã. Ơi, con người sắt của mình không thể nào mà đi qua đây được. Từ, mình sẽ lẻn vào đây và mình sẽ đặt một số thí nghiệm của mình. Từ để mình lấy đất cái đó. Ui, chỗ này nguy hiểm quá. Thôi lấy tạm gỗ đi ha. Mình sẽ lấy gỗ để mà mình bắt lên. Tại vì mình khá là lùn, không thể nào mà nhảy lên cao được. Rồi mình sẽ lẻn đặt người sắt thôi các bạn ơi. Nếu không thì sẽ không có đủ thời gian đâu. Tại vì bọn này nghe nói rất là mạnh. Mình mà đánh tay không với nó là không thể nào mà đánh lại. Rồi xong luôn. Thôi kệ, mình đặt xa nhưng mà vẫn có thể đặt được tiếp. Nhìn lên, bay lên. Hình như trời đã hết nắng rồi thì phải. Thôi, trời hết nắng thì mình cần phải tranh thủ nhanh lên thôi. Đặt nhanh lên nào. Cái này mà đặt sai sót một cái là thí nghiệm của mình sẽ đi theo mây khói luôn đó các bạn. Cực kỳ nguy hiểm luôn nha. Rồi, thôi xong. Lại nữa. Đấy. Rồi các bạn đặt những cái này dư thừa thì chả sao cả. Tại vì mình có thể kết nối lại. Ok, nhanh lên nào.
trước khi mà bọn zombie kéo đến đây. À đâu? Ê! Oh no! No 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 no! 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 Oh, người sắt của mình lại phải đặt lại nữa rồi. Thôi kệ, không sao, mình sẽ chấp bọn zombie một con người sắt luôn. Trời ơi, ba những cái thứ này chả là gì đối với mình hết các bạn ơi. Lại nào. Một con. Oh, vẫn còn sắt các bạn ơi. Yên tâm. Chúng ta sẽ đặt vào đây. Tránh ra một bên đi. Trời ơi, đừng có qua bên kia đánh nhau nha. Người sắt của mình nó hao thắng lắm các bạn ơi. Nó khoái đánh nhau lắm. Bọn zombie tuy là kéo đến rồi. Ê, mình lại hết sắt rồi. Nhanh lên nào, mình phải khẩn trương trong cái bước này mới được. Ok, tiếp theo là một con nữa. Haha. Mình sẽ điều khiển nó ra chỗ khác. Đó, mình sẽ điều khiển nó ra đây. Ui, hình như những cái con zombie kia nó đã đi tìm mình rồi các bạn. Rồi, mình cần phải đặt thêm hai con nữa. Ok, mình sẽ làm khẩn trương lên luôn nào. 1, 2. Đặt ở đây. Ở đây, và nhảy lên nữa. Ok, đứng cao như vậy là sẽ dễ dàng đặt hơn cho mình. Đấy, một con nè, bên đây một con nữa. Đấy, đó, như vậy là được 3 con. Ok, ơi, con này đi đâu đây? Đi tào lao, hồi là bị lạc, mắc xong phim luôn à. Rồi đó, mình sẽ dẫn qua đây. Ôi, không biết tình vui zombie nữa, chắc mình nghe nói rất là mạnh đó các bạn. Đi đâu đây? Mình sẽ chắc qua đây hết, chắc qua một chỗ hết, không có đi bừa bãi nữa. Ây da. 2, 3, 4. Ôi, người sắt nó khoái đi theo mình đúng các bạn. À, mình sẽ leo lên người sắt, đặt cho nó dễ ha. Đó, ok, hay quá, cảm ơn nha. Nó biết giúp đỡ mình đấy các bạn ơi. Mượn lên vai một lần nữa. Đấy. Rồi, xong. Như vậy là đã đủ. Mình sẽ đem đội quân của mình ra ngoài đường ray cái đã. Ôi, ui, ui. Ui, mấy thanh niên này chạy đi đâu vậy trời. Như vậy là không xong rồi. Mình sẽ nói đường qua. À, mình sẽ lấy sắt mình nói luôn cho nó nhanh. Đó, mình sẽ làm một cái cầu. Đó, ở dưới đây nữa nè. Con này đi ra một xíu coi. Ừ, phải vậy chứ. Rồi, ok. Sử dụng hết sắt luôn. Đó, mình sẽ nói cầu và mình bắt những cái con người sắt qua bên đây. Như vậy là mình đã được 5 con người sắt đấu với 5 con zombie sao. Phải là ở đây một con, 2 con, 3 con, 4 con, 5, 6 con các bạn ơi. Tổng cộng mình có 6 con người sắt. Ôi, cái con khứa, con này nó đi tầm 7 tầm 3 nè. Cái kẹt rồi nè. Trời ơi, đi lên. Phải làm đường cho nó đi lên nữa, các bạn thấy mình cực khổ không? Những con này tuy là mình mới thí nghiệm thôi nên không có điều khiển được tâm trí của bọn nó. Đó, nó khoái đi xuống cái đường mưa này lắm. Trời ơi, không hiểu luôn. Đi lên giùm con. Rồi. Ok. Rồi, đi lên giùm em đi mấy anh ơi. Ây, còn một anh đại ca này nữa. À, từ từ, mình ăn cái đã. Sáng giờ làm cũng rất là nhiều việc cho ăn. Ui, nó lại đi theo mình nữa rồi kìa. Ôi, quay. Thanh niên. Quay lại. Ôi, mấy ông này không làm được cái tích sự gì hết. Mấy ông này khoái quậy lắm. Chưa có gặp đội quân gì mà khoái lắm. Rồi đó. Ok, mình sẽ đặt ở đây. Nhưng mình nghe thấy tiếng bọn zombie nó kéo đến đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy những cái con này qua đập nó trước. Ui, thôi. Từ từ đã nào, mình sẽ kéo từng con qua mình đập. Đó, cho hai con này nó đánh nhau đi các bạn ơi. Các bạn thấy không, nó đánh lông trời lở đất luôn. Một con nữa nè, ha ha. Từ từ, mình ăn táo vàng vào cái đã. Thôi, nó đánh con người sắt của mình bay lên nóc nhà luôn các bạn. Đó, kìa, con người sắt của mình lên đến tận nóc nhà luôn. Còn một cái con khổng lồ đó thì mình không biết xử như thế nào. Ây da, chưa đánh nữa. Tụi bay dám đánh này. Ui, thôi. Kìa, các bạn thấy không? Tụi nó chiến đấu quá trời ghê luôn. Còn hai thanh niên này đứng bên đây làm gì nữa? Đi qua tiếp đồng đội đi chứ. Ui, con người sắt kia chấp hai kìa.
Từ từ đó nào, mình sẽ kéo dẫn đồng đội của mình qua đây và tiếp con người sắt khổng lồ này. Sao mà đánh hai lại được? Đấy. Ui 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 ui. Mấy anh thanh niên khổng lồ này ghê quá các bạn ơi. Rồi con người sắt đó. Ô, trận chiến khá là ác liệt. Còn zombie con. Sự đó. Đúng rồi. Ừ, hai con 2 đến 1, hay lắm. Sẽ qua đây tiếp. Ôi, con zombie nó biết bay các bạn ơi. Con người sắt mình chả biết bay tí nào cả. Đâu rồi, ở đây còn một em người sắt nữa đâu. Đây, lên đây. Mình sẽ cưỡi nó đi. Trời tối rồi kìa, từ từ mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu chỉnh trời sáng, ngay tức khắc. Đó, các bạn thấy chơi ghê không? Kìa, các bạn thấy nó đánh nhau kinh khủng khiếp chưa? Trời ơi, nó đánh nó bay lên bờ xuống ruộng luôn. Mình sẽ qua đây tiếp. Trời. Ôi, zombie đánh trúng mình luôn. Ghê thật. Mày dám đánh đồng đội anh hả? Dám đánh đồng đội anh hả? Ui, zombie hai con luôn. Mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu đánh nhanh thắng nhanh. Một con. Nó đã bị nằm rồi các bạn. Đó, nó lại đứng lên nữa rồi kìa. Trời. Mấy zombie này mạnh ghê luôn các bạn ơi. Đúng là không phải zombie bình thường mà. Rồi, mình sẽ đi qua thách đấu với ông chùm kìa. Ông bự bự đó, các bạn thấy ông zombie bự bự không? Đó chính là ông chùm. Ông chùm vua zombie. Mình sẽ qua đây thách đấu với vua zombie. Ha ha, qua đây nào. Nó đuổi theo mình kìa các bạn. Ây da. Zombie ạ. Rồi luôn, nó đánh mặt lùi như vậy thì mình không thể nào mà đánh lại rồi các bạn ơi. Tên này ăn gian quá. Ăn gian á, mình sẽ chơi theo kiểu mình sẽ lấy đồ vũ khí ra các bạn. Các bạn đợi mình tí nào. Mình sẽ lấy hả phi tiêu ra. Đó, mình sẽ lấy phi tiêu ra phóng đó. Ok, mình sẽ lấy phi tiêu ra. Mình ngồi cưỡi trên người sắt mà phóng phi tiêu nữa là bá đạo luôn các bạn. À, tại vì nó đánh mặt lùi, nó chơi ăn gian á, nên vì vậy mình mới có thể chơi ăn gian. Ok, đây chỉ là một trận chiến vui mình thôi. Giành lại khu phố mà các bạn phải ăn gian chứ. Nếu không mình khu phố các bạn sẽ bị mắc mà không thể nào mà ở này được. Đó, thằng vua zombie đã bị tụi mình tiêu diệt. Mình đã dám chơi ăn gian với mình. Đánh mình như vậy thì sao mà mình tiếp cận lại nó được. Cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt xong rồi các bạn ơi. Còn hai tên zombie này. Trời ơi, tụi nó vẫn còn đánh nhau nữa kìa. Ghê thật. Đánh nhau tuốt bên ở bên Mỹ bên kia luôn. Còn những tên vua zombie này thì mình không thể nào mà đánh lại rồi. À, có thể đánh lại nhưng mà mất khoảng thời gian hơi bị lâu. Thôi mình sẽ cho hai con này đánh nhau đi. À, nó chết rồi kìa. Đằng này có sống nữa không đây? Vẫn sống nữa hả? Ghê vậy. Các bạn thấy tụi nó đánh nhau ghê chưa? Ok, thì nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên ấn nút đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất và hay như vậy nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau và các bạn đừng quên comment là người sắt khổng lồ hay là zombie khổng lồ sẽ thắng trong trận chiến này đây nha. Ok, tối ngày hôm sau mình sẽ lên mình trả lời comment của các bạn. Đó, bye bye.